Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ là chiều ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 5 giờ rưỡi chiều tại Cali. Thì những người nào mà sống ở Hoa Kỳ, đây chúng ta còn 3 giờ nữa là kết thúc cuối tuần này rồi. Và những người nào mà ở Việt Nam ra thì Happy Monday tuy là chúng ta nhìn thấy được là hiện bây giờ đã chứng khoán Hoa Kỳ chỉ số futures đã mở cửa các bạn và nó cũng xanh nhẹ chút xíu cũng không phải là thay đổi nhiều nhưng mà chúng ta lại nhìn thấy được là có một cái sự điều chỉnh đó với giá của Bitcoin được crypto thì chuyện gì đã xảy ra vậy tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái tin tức lớn ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ nói tới một số những thông tin mà mỗi chủ nhật chúng ta thường nói tới như là liên quan đến cái danh mục đầu tư của thuận chúng ta cũng sẽ cùng nhau để mà trung bình giá DCA account demo bây giờ đến đâu rồi các bạn và chúng ta cũng sẽ nói tới những cái tin tức lớn và tôi muốn chia sẻ với các bạn về chu kỳ tâm lý thị trường một chút và hiện bây giờ cho chúng ta khả năng là đang nằm ở đâu Đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay Thì chúng ta cũng nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó Ngay bây giờ thì cũng như vậy các bạn Ở mức là 71 đô 83 cent cho một thùng dầu Hợp đồng của vàng đó thì cũng không thay đổi nhiều Ở mức là 2036 đô Còn crypto đó thì các bạn thấy được là điều chỉnh Chút xíu không phải là nhiều lắm các bạn Nhưng mà những năm lớn như là Bitcoin đó Thì bây giờ mức là 41.277 đô Xuống khoảng chừng là 2.5% y từ cũng xuống tương tự gì các bạn bây giờ mức là 2.190 đô thì cái tin tức lớn trong tuần này đó mà nhiều người sẽ quan tâm đến đó chính là cái sự kiện liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát CPI sẽ được công bố vào ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ và chúng ta cũng nên hiểu đó là chỉ số phần trăm lạm phát PCE nó cũng tương tự như là chỉ số phần trăm lạm phát PCI mà chúng ta đã biết tuần vừa rồi các bạn đã nhớ là cái sự thay đổi khi mà nói tới core đó thì không thay đổi nhiều nhưng mà nói tới cái số tổng đó thì giảm chút xíu và tuần này đó chúng ta sẽ có chỉ số PCE nó cũng tương tự nhưng mà nó có cách tính khác chút xíu và Chủ tịch Fed John Powell thì quan tâm đến chỉ số PC này hơn Các bạn đã thấy được là bây giờ đã ước tính là chỉ số này sẽ giảm Core PC, nghĩa là không tính lương thực và năng lượng, sẽ giảm về 3.2% từ 3.5 Nhưng mà các bạn đã nhớ là cái chỉ số Core PCI tuần vừa rồi đó thì không có giảm nhiều Thường hai chỉ số này sẽ đi cùng một xu hướng Không biết là chúng ta có thấy chỉ số Core PC có giảm hay không tại vì Core PCI đã không có giảm Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là cho dù như vậy Chủ tịch John Powell trong cái lời phát biểu của tuần vừa rồi sau khi mà công bố lãi suất thì cũng đã tỏ vẻ khá là hài lòng. Nếu như mà tuần này chúng ta thấy là core PC giảm xuống còn 3.2% từ 3.5 của tháng trước đó đó là một điều cũng rất là tốt các bạn. Đó là điều mà chúng ta sẽ quan tâm đến và có một số bài thỏa thuận là tại sao tuần này chúng ta lại có chỉ số GDP của quý 3 tại Hoa Kỳ sẽ công bố vào ngày thứ năm. Không phải đây là thông tin chúng ta đã nói tới cái đây vài tháng rồi hay là sao? Thì đương nhiên rồi các bạn, à, các bạn nên hiểu đó là mỗi một cái quý chúng ta sẽ có ba chỉ số liên quan đến GDP tại Hoa Kỳ. Chỉ số ban đầu rồi chỉ số chỉnh sửa lần thứ nhất và chỉ số cuối cùng và cái mà các bạn đang nhìn thấy đó đây chính là cây chỉ số GDP quý 3 cuối cùng sẽ được công bố và các bạn thấy là cũng không có gì gọi là đáng quan tâm đâu tại vì bây giờ ước tính cũng giống như là cái đợt công bố trước đó là 5.2% như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Cái thông tin lớn nhất tuần này đó chính là chỉ số PCE và đương nhiên chúng ta quan tâm đến tại vì Fed rất quan tâm đến phần trăm lạm phát và nói tới Fed thì các bạn nên hiểu là cái tình hình bây giờ đó chính là sau khi mà Chủ tịch John Powell đã bắt đầu đưa ra cái suy nghĩ là năm sau đó có khả năng là sẽ giảm lãi suất khoảng chừng 3 lần. Ông không có hứa chắc chắn nhưng mà ông chỉ nói là khả năng đó mà thôi nhưng mà các bạn hy vọng điều đó cũng đã thay đổi 180 độ rồi thường đã chia sẻ rất nhiều trong những cái video tuần vừa rồi. Nhưng mà bao nhiêu đó thôi đó cũng đã khiến cho thị trường cực kỳ bolus các bạn. Đến nỗi mà chúng ta đã nhớ là vào ngày thứ sáu đó thì một quan chức khác nữa của Fed đó chính là chủ tịch Fed ở địa phương New York cũng đã phải lên nói là khoan đã chúng tôi chưa có nói là chúng tôi sẽ khi nào giảm lãi suất và vẫn còn có một khả năng cho dù là nhỏ đi nữa đó thì vẫn còn có khả năng là chúng ta sẽ thấy lãi suất tăng nếu như mà phần trăm lạm phát không như mong muốn thì đương nhiên là các bạn lúc nào Fed cũng sẽ nói như vậy để mà chưa cái đường lui cho mình nhưng mà lý do tại sao mà chúng ta thấy cái giọng điệu lại thay đổi chút xíu ngày thứ sáu khi mà chủ tịch Fed ở New York tại vì Fed sợ là mọi người đã lại quá bullish mọi người lại quá FOMO dẫn đến là mọi người lại bắt đầu lại chi tiêu rồi dẫn đến là phần trăm lạm phát lại tăng trở lên chúng ta cũng đã nói tới điều này trong cái video trước đây nhưng mà các bạn thấy được là ngày hôm nay đó thì chúng ta có cựu chủ tịch của FDIC của ngân hàng Hoa Kỳ thì cũng đã nói những điều tương tự. Nói chung đó thì à, các bạn thấy là cách đây chỉ vài ngày thôi trước khi mà có cuộc họp của Fed, ấy, các bạn hãy nhớ là chỉ số phần trăm của CME cho thấy là nghiêng về là Fed giảm lãi suất nhưng mà sẽ không có đợt giảm lãi suất nào cho đến tháng 6 của năm nay các bạn. Nhưng mà chưa gì hết đó, sau khi mà Fed phát biểu các bạn thấy là mọi người cũng đã nâng cái kỳ vọng lên rồi. Tuy là kỳ vọng bây giờ đó vẫn là tháng 1 cuộc họp vào cuối tháng 1 đó chúng ta sẽ thấy được là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất 88% sẽ nghiêng về cái phần đó nhưng mà cuộc họp vào tháng 3 đó cuộc họp thứ nhì của năm sau các bạn thấy là 61% nghiêng về là Fed sẽ giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 3. Các bạn nên nhớ là Fed chỉ nói là có khả năng mà thôi là sẽ nghĩ đến chuyện giảm lãi suất 3 lần vào năm sau. Nhưng mà các bạn nên hiểu là mỗi năm đó thì Fed sẽ họp tổng cộng là 8 lần các bạn. Thì cho dù là Fed đợi cho đến mùa hè mới bắt đầu giảm lãi suất thì vẫn có thể giảm được 3 lần chứ không có chắc chắn là sẽ giảm vào tháng 3 đâu nhưng mà bây giờ kỳ vọng của thị trường là như vậy. Có khả năng là chúng ta sẽ bắt đầu thấy nhiều quan chức của Fed sẽ lên truyền hình để bắt đầu là chia sẻ thông điệp để cho quản lý cái kỳ vọng của những nhà đầu tư một chút nhưng mà đó sẽ là những gì mà chúng ta sẽ nghe được trong thời gian tới đây nhưng mà đối với thuần đó thì kết quả cuối cùng cũng giống nhau như thường đã chia sẻ với các bạn tới cuối cùng đó thì lãi suất cũng sẽ phải giảm mà thôi nhưng mà giảm nhanh hay là giảm chậm đó thì tùy theo tình hình của nền kinh tế các bạn trên căn bản đó các bạn thấy được là phép lúc nào cũng nghĩ là có thể tăng lãi suất từ từ khi mà lạm phát bắt đầu không được quản lý nhưng mà đến cuối cùng thì sao các bạn cuối cùng đó thì lạm phát đã không được quản lý và họ chờ quá quá lâu cho nên họ phải tăng lãi suất cực kỳ nhanh trong vòng hơn một năm rưỡi qua thì giảm lãi suất như vậy các bạn bây giờ đó thì fed nghĩ là có thể giảm từ từ rồi năm sau giảm khoảng chừng 3 lần năm tới giảm khoảng chừng 4 lần rồi năm 2026 sẽ giảm khoảng 3 lần nữa đó là suy nghĩ hiện bây giờ tại vì mọi thứ nó chưa có vượt quá tầm kiểm soát các bạn khi mà chúng ta thấy là bắt đầu thất nghiệp tăng cao rồi chúng ta bắt đầu là đi vào suy thoái đó thì fed sẽ phải giảm rất là nhanh cho nên giảm nhanh hay giảm chậm là tùy theo chúng ta có suy thoái hay là không và fed bây giờ đó thì đang có cái sự tự tin là là chúng ta sẽ có hạ cánh mềm khả năng đó vẫn còn và nếu như mà phép giảm lãi suất năm sau sớm thì chúng ta sẽ tránh khỏi cái suy thoái tài chính đó năm sau chúng ta sẽ biết các bạn nhưng mà khả năng đó là năm sau vẫn sẽ là giảm lãi suất và cho dù có suy thoái hay không đi nữa đó thì kết quả dài hạn cũng giống nhau mà thôi không có suy thoái giảm lãi suất tiền bắt đầu được thả lỏng bơm vào trong thị trường từ từ tài sản tăng lên nếu mà có suy thoái thì tài sản có thể giảm trong thời gian ngắn nhưng mà ngược lại chúng ta thấy là tốc độ giảm lãi suất nó sẽ nhanh hơn nhiều dẫn đến là cái sự thả lỏng nó sẽ rất là nhanh và tiền lại đổ vào trong thị trường các bạn nền kinh tế lại được thúc đẩy, tài sản lại tăng giá, kết quả cũng đều giống nhau mà thôi. Đối với một người đầu tư dài hạn, còn đương nhiên những người mà trade ngắn hạn hơn đó thì sẽ quan tâm khá là nhiều về có suy thoái hay là không. Còn đối với thuận dài hạn đó thì nếu như mà chúng ta thấy giá có cái sự điều chỉnh xuống cho những tài sản thì đó cũng là cơ hội để tích lũy thêm. Tại vì kết quả cuối cùng như thường chia sẻ nó cũng sẽ giống nhau mà thôi. phép tới mức nào đó đều sẽ phải giảm lãi suất và chúng ta cũng thấy là thị trường nó cũng đã lạc quan hơn khi chúng ta nhìn vào cái phần trăm vay mượn để mua nhà đó các bạn thấy được bây giờ đó mọi người đều quen hô tại vì cái phần trăm vay mượn để mua nhà ở Hoa Kỳ đã xuống dưới 7% các bạn 7% là con số cực kỳ kinh khủng luôn. Các bạn nên hiểu là trong vòng mấy chục năm qua đó có thể là nhiều người từ lúc mà họ sinh ra đời tới bây giờ họ chưa bao giờ nhìn thấy được cái phần trăm lãi suất mua nhà mà lên tới cái mức là 7% như vậy. Nhưng mà các bạn thấy được là sau khi mà Fed phát biểu đó thì phần trăm lãi suất mua nhà cũng đã giảm xuống dưới 7% lần đầu tiên từ tháng 8 các bạn ở mức là phần trăm, Con số này vẫn rất là cao các bạn khi chúng ta so sánh với lại cách đây vài năm hai năm 2021 lúc đó phần trăm này đã chỉ có khoảng là trăm mà thôi thì chúng ta thấy được là lãi suất bây giờ vẫn còn rất là cao và đương nhiên lý do tại sao mà cái phần trăm mua nhà giảm xuống tại vì chúng ta thấy là phần trăm lãi suất mua nhà đã vẫn đi trước cái tình hình các bạn trước khi mà phép tăng lãi suất thì các bạn thấy được là cái phần trăm lãi suất mua nhà đã tăng rồi tại vì thị trường nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất và bây giờ ngược lại thị trường nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất năm sau cho nên phần trăm lãi suất để mua nhà cũng đã bắt đầu hạ xuống các bạn nhưng mà nói thật con số này cũng không hề hứng gì đâu các bạn khi mà chúng ta nói so sánh với cách đây chỉ vài năm nữa thì con số thấp hơn rất là nhiều cho nên con số này cũng không có đủ để khiến cho nhiều người bây giờ đó họ sẽ đăng nhà lên để mà bán lý do tại sao mà giá nhà ở Hoa Kỳ vẫn tăng cao tại vì không có đủ nhà để bán lý do tại sao thì các bạn cũng đã nhớ rồi tại vì rất nhiều người ở Hoa Kỳ họ mua nhà cách đây vài năm lúc đó lãi suất chỉ có hai ba phần trăm mà thôi thì bây giờ không lý do gì mà họ đi bán nhà nếu như mà không cần thiết để mua một căn khác và chiều có mức lãi suất cao hơn ngoại trừ là chúng ta thấy là phần trăm thất nghiệp tăng cao năm sau chứ nếu như mà thất nghiệp vẫn thấp đó thì cái giá nhà Hoa Kỳ tôi nghĩ là vẫn sẽ giữ được các bạn bây giờ chúng ta hãy chuyển qua để mà nói tới một loạt những thông tin liên quan đến crypto thì các bạn thấy được là lúc làm video này đã giá crypto đã tiếp tục điều chỉnh xuống. Chúng ta nhìn thấy được bây giờ đã xuống dưới 41.000 đô bây giờ là 40.900 đô các bạn. cả cuối tuần thì khá là im lặng mà cho đến ngày hôm nay thì có khả năng là chúng ta nhận được một cái thông tin làm cho nhiều người lo lắng. Các bạn cũng đã nhớ là chúng ta nói tới cái dự luật được chia sẻ bởi thượng nghị sĩ Warren. Các bạn đã biết bà là một người mà cực kỳ anti crypto thì bà đã đưa ra một cái dự luật cái vụ lực này đã không phải là cấm crypto nhưng mà nó có cái hiệu ứng cũng tương tự như vậy và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay đó thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là oceanfi đây là một cái ứng dụng cho phép các bạn tập thể dục hàng ngày đồng thời tích hợp blockchain và nft giúp bạn theo dõi sức khỏe tổng thể của mình và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay OceanFi cung cấp một hệ sinh thái toàn diện, ứng dụng thể dục, tích hợp vô hạn, sức khỏe xã hội, giải pháp DeFi và Layer 1, Fitness Metaverse và cổng thông tin huấn luyện viên AI. Được hỗ trợ bởi Critics, một công ty health tech hàng đầu tại Anh, họ tự hào về hành trình của mình và sự hội tụ của những chuyên nghiệp, tham vọng và sự cam kết. Critics là một nhóm gồm các chuyên gia đa dạng về blockchain và thể dục mục tiêu của họ là cách mạng hóa ngành thể dục với nền tảng ocean cải tiến cho phép người dùng khai thác mã thông báo blockchain thông qua hoạt động thể dục ocean cung cấp một thư viện phong phú gồm các bài tập thể dục thói quen tập yoga và các buổi thiền phù hợp với mọi cấp độ thể chất bộ sưu tập đa dạng của họ đảm bảo tính toàn diện phục vụ cho những người thực hành thiền có kinh nghiệm hoặc những người mới bắt đầu tham gia với các bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể hoặc những cá nhân đang tìm kiếm sự thư giãn thông qua thiền định. Về tính năng thì các tính năng DeFi cho phép bạn kiếm token thông qua tập thể dục, tham gia staking và yield farming, cung cấp thanh thoảng, tham gia quản trị hệ sinh thái, tích hợp NFT, đảm bảo khả năng, tương thích giữa các chuỗi và kiếm phần thưởng. Nó tạo ra một cộng đồng gồm những người đam mê và chăm sóc sức khỏe của các nhà đổi mới tài chính, đưa ra một cách tiếp cận toàn diện để phát triển sức khỏe và tài chính. Và cũng tận dụng công nghệ AI tiên tiến, OceanFi mang đến cho người dùng trải nghiệm thể dục năng động và thích ứng, không giống như các thói quen tập thể dục truyền thống phù hợp với tất cả mọi người. AI của OceanFi điều chỉnh kế hoạch tập luyện theo nhu cầu và mục tiêu của từng cá nhân bộ sưu tập ocean 5 nft là cửa ngõ dẫn đến lĩnh vực sức khỏe công nghệ và tài chính nắm giữ ocean 5 nft không chỉ có nghĩa là sở hữu một bộ sưu tập kỹ thuật số nó còn cho phép bạn truy cập vào các đặc quyền và phần thưởng độc quyền trong hệ sinh thái của ocean 5 các nft này kết hợp liền mạch kiến thức thể dục với công nghệ chuỗi khối mang lại lợi ích tài chính đồ sưu tầm hiếm và độc đáo, quan hệ đối tác, giảm giá, nội dung độc quyền và cộng đồng sôi động bao gồm những người quan tâm đến sức khỏe. Và đây là những thông tin đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Ocean Five. Như thường lệ, những bạn nào mà quan tâm nên thì những chi tiết cho các bạn tham khảo sẽ nằm bên dưới cái video này. Bây giờ chúng ta hãy trở lại để tiếp tục nói về những cái thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay trong cái dự luật này đó thì bà ta nói là tại vì crypto đó được sử dụng bởi những kẻ xấu để mà rửa tiền cho khủng bố vân vân cho nên bây giờ cần phải có luật gắt gao hơn để mà quản lý dòng tiền của crypto đương nhiên các bạn đã biết là những cái dữ liệu mà bà sử dụng đó thì đều không có hoàn toàn đúng sự thật tại vì chúng ta cũng đã nhớ là quốc hội cũng đã có nhiều buổi điều trần và tất cả những người được mời đến tất cả những giáo sư những người mà không phải đầu tư trong thị trường này và cái nghề của họ là chuyên để mà tìm hiểu coi là tiền dùng bởi những người xấu đó thì đến từ đâu thì thông qua hệ thống nào các bạn thấy được là kết luận đều giống nhau là đến từ hệ thống ngân hàng chứ không phải đến từ crypto cái phần trăm đến crypto đó cực kỳ nhỏ chứ không phải là nhiều như là thường nghị sĩ Wall nói nhưng mà đây cũng là một cái cớ các bạn để đưa ra cái dự luật này thì dự luật này đó chủ yếu nói là nếu như được thông qua đó thì ở Hoa Kỳ bất cứ một ai tham gia vào đào bitcoin hay là đào crypto hay là tham gia vào staking chạy những cái máy staking nên không phải là người tham gia vào staking nhưng mà người mà chạy những cái dịch vụ staking thì cần phải kyc các bạn thấy được điều này đó cực kỳ vô lý tại vì làm sao các bạn biết được khi mà các bạn là một cái thợ đào đi các bạn xử lý một giao dịch các bạn làm sao biết được là sau lưng giao dịch đó là ai các bạn các bạn làm sao biết được danh tính của họ ok nếu như mà muốn những sàn giao dịch kyc thì cái này là hợp lý các bạn mà thật ra sàn giao dịch bây giờ cũng đã kyc rồi nhưng mà cái phần liên quan đến thợ đào hay là tham gia vào staking thì hầu như là không thể các bạn và thêm vào đó bà muốn là tất cả những dịch vụ ví cần phải KYC giống như là các bạn tải ví MetaMask về mà các bạn sống ở Hoa Kỳ đó, thì các bạn cần phải KYC trước khi mà sử dụng tóm lại là gì các bạn tóm lại là muốn biết người Hoa Kỳ ai lưu trữ crypto và lưu trữ bao nhiêu tóm lại đó là các bạn thấy cái này đó là nó có hai hiệu ứng thứ nhất đó chính là liên quan tới việc thu thuế nó sẽ tốt hơn và thứ nhì nữa đó chính là sẽ tốt cho những ngân hàng các bạn tại vì nếu như vậy đó thì người dân hoa kỳ bây giờ họ không muốn gặp rắc rối thì bây giờ họ sử dụng một công ty mà họ tin tưởng và bây giờ các bạn đã thấy được là ngân hàng của hoa kỳ những công ty lớn đều ào ạt đổ vào trong thị trường này họ muốn có bitcoin spot etf họ muốn có nhiều những sản phẩm khác thì sau này đó giao cho họ lưu trữ sẽ tốt hơn đó là cái mà tôi nghĩ đang xảy ra hiện tại, các bạn thấy chúng ta cũng đã chứng kiến từng bước từng bước một trong vòng hơn cả năm qua tôi đã từng chia sẻ với các bạn từng những cái thông tin và chúng ta cũng đã nói tới là có gì đó lớn hơn đang xảy ra đối với thị trường này. Tuy lệ về mặt giá cả đó thì nói rất là bolos các bạn tại vì chúng ta cũng thấy được là cái sự chấp nhận thị trường này nó ngày càng tăng lên. Nhưng mà một mặt khác đó thì có cái gì đó đang xảy ra và càng càng rõ ràng đối với thuận đó chính là bây giờ những công ty forward những ngân hàng đó thì họ muốn lưu trữ crypto nếu như các bạn đang sống ở hoa kỳ họ muốn là họ là nơi mà các bạn sẽ lưu trữ crypto chứ không phải là trong ví lạnh hay là ví cá nhân tại vì sao các bạn tại vì khi các bạn lưu trữ như vậy các bạn tham gia vào DeFi các bạn tự giữ khóa cá nhân họ không được lợi gì hết họ chỉ có lợi khi mà các bạn giao crypto cho họ giữ mà thôi cái này là cái lý tưởng của thượng nghị sĩ Warren có thành công hay không đó thì thời gian sẽ có câu trả lời nhưng mà ngày hôm nay đó thì uh, luật sư John Deaton đây là một cái luật sư rất nổi tiếng trong thị trường crypto các bạn có thể nói là nổi tiếng ngang hàng với là Jack các bạn thấy được là John Deaton đó, không biết nhận được thông tin từ đâu mà nói là bây giờ đã có 20% thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã ủng hộ dự luật chống tiền điện tử của thượng nghị sĩ Warren thì 20% của thượng viện có nghĩa là khoảng 20 thượng nghị sĩ các bạn tại vì thượng viện có 100 người con số này không hề nhỏ trong khi mà các bạn đã nhớ là năm vừa rồi đó trước khi mà có cuộc chiến ở Trung Đông diễn ra thì hầu như không ai ủng hộ dự luật này hết các bạn thượng nghị sĩ Warren rất là khó để mà kiếm được đồng minh nhưng mà năm nay đó các bạn đã nhớ là tuần vừa rồi thì có khoảng chừng 5 người thuận nhớ 5 người hay là 9 người gì đó ủng hộ bây giờ đã lên tới 20 người rồi nói chung đó là cái sự ủng hộ đang lan tỏa mạnh lên và đương nhiên cái cớ được sử dụng đó chính là chống rửa tiền các bạn và các bạn nên biết là ở thượng viện đó, chúng ta vẫn có những người mà ủng hộ giống như chúng ta nói tới là thượng nghị sĩ Ted Cruz hay là thượng nghị sĩ Cynthia Lumis nhưng mà các bạn thấy được là con số 20 thượng nghị sĩ ủng hộ đã không phải số nhỏ đâu là 20% rồi mặc dù là dự luật này đã vẫn chưa được bỏ phiếu và thông qua tại thượng viện rồi sau đó cho dù thông qua được đi nữa đó thì phải tới hạ viện và hạ viện bây giờ đang được kiểm soát bởi người của đảng cộng hòa các bạn cho nên cái phiên bản hiện tại có được thông qua thượng viện hay không chúng ta vẫn chưa có biết nhưng mà các bạn thấy là dự luật tới lúc mà được thông qua rồi đó thì sẽ được chỉnh sửa rất là nhiều chúng ta cũng đã nói khá nhiều về những dự luật đã được thông qua trên channel này và cái phiên bản ban đầu với phiên bản cuối cùng đó, đã thay đổi rất nhiều thì cái này cũng không ngoại lệ đâu có thể là đến cuối cùng chúng ta sẽ thấy nó được thay đổi nhưng mà các bạn cũng đã thấy đây là một trong những cái sự khởi đầu của một cái cuộc đàm phán. Nói chung chúng ta cũng không nên coi thường quyết tâm chống tiền điện tử của thượng nghị sĩ Warren và các bạn có cần quan tâm ngay bây giờ hay không à, thì à, nếu như những bạn nào mà không sống ở Hoa Kỳ thì thật ra cũng không có ảnh hưởng trực tiếp mặc dù là một số người nói đây sẽ là một trong những cái thông tin xấu cho thị trường thì tôi nghĩ là xấu cho một số người giống như là nếu như các bạn là một công ty đào ở Hoa Kỳ thì đương nhiên đây là thông tin rất là xấu các bạn cũng đồng nghĩa là nếu như thông qua ngay thời điểm bây giờ với phiên bản này thì nghĩ là các bạn sẽ không thể tiếp tục đào bitcoin ở hoa kỳ nữa không phải là cấm đào bitcoin ở hoa kỳ nhưng mà cái sự đòi hỏi là phải kyc những giao dịch thì làm sao mà làm được sẽ dẫn đến những cái công ty đào họ phải dọn đi nơi khác hay là các bạn là một công ty giống như là một sàn giao dịch mà đang cung cấp dịch vụ staking thì các bạn cũng phải ngưng luôn chứ làm sao mà các bạn có thể kyc được và chúng ta cũng sẽ thấy nó sẽ dồn rất nhiều người để tiền với những công ty forward thì đối với lại cái tương lai giá cả đó thì nó cũng không thay đổi gì nhiều các bạn và thậm chí đây cũng là dấu hiệu cho thấy cái sự chấp nhận nó càng lớn hơn khi mà war có thị phần lớn hơn trong thị trường này thì đi sẽ tốt cho giá cả dài hạn nhưng mà đối với lại cái tiêu chỉ của người dùng crypto tự lưu trữ khóa cá nhân ở Hoa Kỳ nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn một lần nữa tôi muốn nhắc nhở các bạn là cái phiên bản hiện tại đó không có gì đảm bảo là sẽ thông qua hết và thường nó sẽ được thay đổi rất là nhiều cho nên chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng về cái phiên bản hiện tại nhưng mà nếu như mà cái này được ủng hộ rất nhiều đó thì sẽ có một cái phiên bản cuối cùng sẽ được thông qua nhưng mà cái được thông qua hay không đó thì phải dựa vào rất nhiều những yếu tố như là chúng ta vừa nói đến là phải thông qua thượng viện rồi tới hạ viện và một điều nữa mà John đi thì cũng đang nhắc nhở là năm sau là năm mà bầu cử tổng thống và không những là bầu cử tổng thống ở hoa kỳ mà chúng ta thấy được sẽ có nhiều chức vụ ở quốc hội cũng sẽ được bầu cử lại và thường đó, những năm như vậy thì khả năng là sẽ không có nhiều những luật được thông qua đâu. Họ sẽ chú tâm để mà tái ứng cử rồi sau đó chúng ta mới thấy là dự luật này được thông qua. Cho dù là có một cái phiên bản của dự này được thông qua nữa đó thì có thể là phải đến năm 2025 mới được thông qua. Và nếu như mà được thông qua đó thì khả năng là chúng ta phải thấy là đảng Dân Chủ sẽ chiếm được Thượng viện và Hạ viện. Điều đó có xảy ra hay không đó, thì tới đó chúng ta mới biết được các bạn. Nói chung đó là cho Nathan nói năm sau là bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ đó là một trong những cuộc bầu cử cực kỳ quan trọng đối với tương lai của thị trường crypto ở Hoa Kỳ. Một lần nữa như gì thường chia sẻ với các bạn chỉ là ảnh hưởng đến Hoa Kỳ mà thôi không phải là ảnh hưởng đến cả thế giới. Và đương nhiên chúng ta cũng đã biết là Hoa Kỳ tuy là một nguồn tiền cực kỳ lớn à, và là một thị trường rất lớn nhưng mà đối với lại thị trường crypto đó thì nó là quốc tế các bạn không phải là chỉ riêng của Hoa Kỳ Tuy nhiên các bạn thấy là những gì mà Thuận chia sẻ nó cũng không ảnh hưởng đến Bitcoin Smart ETF hay là dòng tiền từ phố Wall sẽ chảy vào trong thị trường này Nó chỉ ảnh hưởng đến những người như là Thuận đang ở Hoa Kỳ lưu trữ crypto từ chìa khóa cá nhân mà thôi và ảnh hưởng đến những người mà tham gia vào đạo Bitcoin ở Hoa Kỳ đó là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến thông tin này. Có phải đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy giá cả có sự điều chỉnh hay không đó, thì đương nhiên không có ai dám chắc hơn các bạn. Nhưng mà đối với thông tin xấu ngày hôm nay đó thì đây là cái thông tin xấu lớn nhất mà thường nhận được. Và tuy chúng ta nói rất nhiều về tin tức hàng ngày các bạn tại vì cái kênh này đó thường muốn thứ nhất là chia sẻ những tin tức mới nhất với các bạn và sẽ cố gắng phân tích để các bạn có thể hiểu được cái tin tức và tự đưa ra quyết định đầu tư cho bản thân của mình. Thứ nhì nữa là thường muốn chia sẻ cái quá trình đầu tư của thường với các bạn và thứ ba nữa đó là thuần cũng muốn dùng kênh này để mà chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm hay là à, chia sẻ một chút xíu tâm sự với các bạn và chúng ta thấy là cho dù nói về tin tức các bạn thấy là năm nào đó cũng sẽ có tin lớn này tin lớn nọ bất cứ thời điểm nào cũng sẽ có một câu chuyện và câu chuyện đó các bạn nghĩ là quan trọng nhất đối với thị trường nhưng mà khi thời gian qua rồi các bạn mới thấy nhìn lại thật ra nhiều câu chuyện không có quan trọng như các bạn nghĩ đâu. Giống như chúng ta cũng đã nói tới những câu chuyện như liên quan tới Evergrande. Chúng ta đã nói tới cách đây 1-2 năm rồi các bạn. Lúc đó ai không nghĩ là Evergrande của Trung Quốc sẽ là lý do dẫn đến suy thoái tài chính toàn cầu. Chúng ta nói tới rất nhiều những cái sự kiện trong nhiều bao nhiêu năm qua đó. Thời điểm đó là thời điểm mà các bạn cảm thấy đây là cái tin tức lớn nhất và ảnh hưởng tới cả cuộc đời các bạn nhưng mà nhìn lại thì không phải đâu tới cuối cùng đó thì tất cả nó đều sẽ đi theo quỹ đạo sẽ có những chu kỳ các bạn và chu kỳ được tạo ra tại vì thị trường luôn được vận hành bởi lòng tham và sự sợ hãi. Và Thùng cũng đã từng chia sẻ cái post này với các bạn cách đây cũng rất là lâu rồi các bạn. Chúng ta đã thấy là cái post này được chia sẻ vào thời điểm cực kỳ ảm đạm của thị trường đó chính là tháng 11 của năm ngoái. Và chúng ta thấy là thời kỳ khó khăn tạo nên phe mạnh. Phe mạnh tạo ra thời kỳ tốt thời kỳ tốt tạo ra pha yếu và phái yếu tạo ra thời kỳ khó khăn và chu kỳ nó mãi lặp lại như vậy và nó không những là chỉ đúng đối với lại thị trường crypto mà nó đúng đối với thị trường tài chính nói chung và ngay cả các bạn nhìn thấy được là thế giới vận hành nó cũng sẽ là như vậy và những bạn nào mà đã ở đây sau năm 2022 đầy khốc liệt đó thì các bạn đã là phe mạnh rồi kế tiếp thì các bạn cũng đã thấy phe mạnh sẽ tạo ra thời kỳ gì. Và có nhiều bạn hỏi Thuận là lâu rồi không thấy Thuận chia sẻ cái biểu đồ tâm lý thị trường. Thì hôm nay Thuận muốn dành chút xíu thời gian để mà nói về cái đề tài này. Rồi chúng ta sẽ nói tiếp những thông tin lớn. Nhưng mà đầu tiên hết thì có một bài viết đã được chia sẻ trên trang web của Thuận Capital vào cuối tháng 11. Nghĩa là cách đây khoảng chừng hơn 2 tuần các bạn. Để Thuận đọc cái phần đầu của bài viết này để Thuận chia sẻ thêm. Đây là một bài liên quan đến chu kỳ tâm lý thị trường và làm sao để tận dụng nó trong việc đầu tư hãy tưởng tượng bạn đang ở một vùng quê yên bình nơi mà mọi thứ đều tuân theo nhịp điệu của tự nhiên bạn gặp một người nông dân già người đã dành cả đời mình để canh tác trong một buổi chiều tĩnh lặng ngồi dưới bóng cây cổ thụ ông kể cho bạn nghe về bí quyết của mình trong việc trồng trọt và thu hoạch và ông kể là mỗi một loại cây đều có chu kỳ sinh trưởng của nó giống như là cây lúa từ khi gieo hạt cho đến khi thu hoạch mỗi giai đoạn đều quan trọng và cần sự chăm sóc khác nhau và nếu bạn hiểu rõ chu kỳ này bạn sẽ biết khi nào nên gieo hạt khi nào nên tưới nước và khi nào là thời điểm thu hoạch tốt nhất điều này làm tôi liên tưởng đến thị trường tài chính mà đặc biệt là thị trường crypto mỗi giai đoạn của một chu kỳ từ tăng trưởng đỉnh điểm suy giảm cho đến khi mà phục hồi đều có những dấu hiệu và cơ hội riêng nếu như bạn hiểu rõ các giai đoạn của một chu kỳ này bạn có thể đưa ra quyết định đầu tư thông minh giống như giai đoạn nào là lúc gieo hạt và đâu là thời điểm tốt để có một mùa bội thu. Chu kỳ thị trường là một chuỗi các giai đoạn mà một thị trường tài chính trải qua phản ảnh sự thay đổi trong giá cả, giao dịch và tâm lý của nhà đầu tư. Như vậy, để hiểu chu kỳ thị trường không chỉ giúp cho nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận mà còn giúp cho họ quản lý rủi ro một cách hiệu quả, tránh được cảm xúc tiêu cực như là sợ hãi hoặc là tham lam. Những yếu tố đó thường xuyên dẫn đến các quyết định sai lầm. Và các bạn thấy được là một cái chu kỳ không chỉ riêng là crypto tụ của bạn mà hiện chính sẽ có bắt đầu là từ tích lũy tăng giá phân phối và giảm giá và một cái tài sản mà nó đi theo những chu kỳ này và có sự tiến triển dài hạn đó chính là một trong những tài sản mà các bạn có thể là đầu tư dài hạn được giống như chúng ta hãy nhìn vào bên dưới này đó chính là cái biểu đồ giá của Bitcoin các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là đừng nói tới là trong thời gian này bao nhiêu chu kỳ qua nó vẫn là như vậy tại sao chúng ta lại thấy Bitcoin tạo đỉnh rồi lại giảm xuống rồi tạo đỉnh rồi lại giảm xuống nhưng mà giá vẫn tăng theo thời gian tại vì chúng ta thấy được đây là những cái chu kỳ mà những chu kỳ này đó là nó được tạo ra nghĩ đơn giản nhất là vì lòng tham và và sợ hãi các bạn lúc nào cũng vậy giá lên tới cái mức đỉnh tăng vọt lên tại vì sao các bạn tại vì lòng tham đang chiếm lĩnh thị trường và giá lại xuống thấp tại vì sao các bạn tại vì sự sợ hãi bao trùm cái thị trường và cứ như vậy và tăng lên nhưng mà các bạn khi mà xem biểu đồ của tài sản thì chúng ta muốn thấy là tài sản đó dài hạn thì tăng theo thời gian đó là một tài sản mà các bạn có thể là trung bình giá dài hạn được và cũng giống như là cái bài thường vừa chia sẻ với các bạn đó mỗi một loại cây nó sẽ có một cái chu kỳ tăng trưởng khác nhau và chúng ta cũng thấy là mỗi loại tài sản sẽ có chu kỳ tăng trưởng khác nhau cho đến bây giờ thì bitcoin vẫn đang trong chu kỳ mà bốn năm nhưng mà không phải tài sản nào cũng vậy nhưng mà chúng ta thấy được là giống như là quy định của tự nhiên chúng ta có xuân hạ thu đông thì trong thị trường tài chính chúng ta cũng sẽ có những chu kỳ chỉ là thời gian nó khác nhau mà thôi và đây là một trong những ví dụ các bạn thấy được là ngay cả chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ S&P 500 đó, thì các bạn thấy là cái màu xanh dương là chu kỳ tăng trưởng còn cái màu cam trên màn hình đó, các bạn nhìn thấy được đây chính là cái chu kỳ phân phối và chúng ta thấy được là bao nhiêu năm qua từ năm 1926 đó thì chúng ta thấy được là có tăng trưởng phân phối tăng trưởng phân phối tăng trưởng phân phối mà cái mà chúng ta nhìn thấy được đó chính là theo dài hạn thì giá vẫn tăng nhưng mà chu kỳ thì vẫn như vậy cho dù là các bạn à, nghĩ là lần này sẽ khác đó, tới cuối cùng lần này cũng không khác các bạn tại vì điều mà mãi mãi không thay đổi đó chính là lòng tham và sợ hãi lòng tham sẽ mãi dẫn đến giá nó tăng cao hơn là nên tăng và sự sợ hãi vẫn luôn sẽ dẫn đến giá giảm sâu hơn là có thể cho nên chúng ta mới nói là trong thị trường nó có một câu mà thường hay chia sẻ với các bạn đó chính là giá luôn tồn tại bất hợp lý lâu hơn là bạn còn vốn một thị trường khác nữa các bạn thấy đó chính là thị trường vàng cũng như vậy các bạn vàng cũng đã có cái chu kỳ phân phối rồi tích lũy rồi chúng ta thì vàng lại tăng vọt phân phối tích lũy nhưng mà cái chu kỳ nó lại dài hơn tại vì vàng là một cái loại tài sản mà vốn hóa rất là cao và có lịch sử lâu đời hơn các bạn à, chúng ta cũng có thể nhìn thấy được một cái tài sản khác nữa, đó chính là bất động sản. Đây chỉ là bất động sản ở San Francisco thôi bạn, ở Hoa Kỳ, nhưng mà chúng ta cũng thấy được là bất động sản cũng như vậy, có chu kỳ tăng trưởng, rồi lại phân phối, tích lũy lại tăng trưởng phân phối tích lũy, nó cũng không khác gì. Và cái chu kỳ bất động sản có thể là dài hơn giống như là vàng, không có ngắn như là chu kỳ chứng khoán có thể là trong vòng 8 năm hay gì thôi. Và chu kỳ của crypto các bạn nhìn thấy được là Bitcoin đó thì nó lại nhanh hơn rất là nhiều tại vì đây là một tài sản mới hơn và đã có vốn hóa thấp hơn nhưng mà đến cuối cùng cũng là như vậy cho nên thuần chia sẻ tin tức đó thì chủ yếu là cho các bạn có thể nắm bắt được để các bạn đưa ra quyết định cho bản thân của mình trong thời gian này mà thôi chứ còn về dài hạn đó thì chúng ta vẫn phải nghĩ đến những cái chu kỳ nó sẽ như thế nào và ngay bây giờ đó câu chuyện chu kỳ Bitcoin thì vẫn tiếp tục các bạn và cái điều kế tiếp sẽ được nói đến đó chính là bitcoin having à, và chúng ta có thể nhìn thấy được là một chu kỳ tâm lý thị trường đó. cái này là nó áp dụng với chứng khoán nhưng mà chúng ta cũng đã áp dụng nó với lại thị trường crypto và nó cũng không khác gì mấy đâu các bạn chúng ta nhìn thấy được là một chu kỳ luôn luôn sẽ bắt đầu tăng trưởng trong sự hoài nghi các bạn thấy được là lúc đó đó chúng ta sẽ nghe những cái câu như là đây là bull trap lần tăng giá này sẽ không thành công như những lần khác và sau một thời gian đó, các bạn thấy được là giá tăng có điều chỉnh chút xíu nhưng mà vẫn giữ được cái mức tăng chúng ta sẽ qua cái dùng gọi là hy vọng có nghĩa là chúng ta có thể đây là một cái sự khôi phục thật sự rồi chúng ta sẽ tiếp tục một thời gian sau chúng ta sẽ đi vào cái dùng lạc quan các bạn đó chính là cái phần các bạn này nhìn thấy trên màn hình lạc quan là sẽ càng ngày càng có nhiều lòng tin là thị trường thật sự tăng trưởng không những là khôi phục mà còn có khả năng tăng trưởng vượt qua đỉnh cũ chúng ta có thể nhìn thấy được là bước kế tiếp là niềm tin bây giờ hãy tập trung và đầu tư các bạn có thể đây là cái thời điểm mà chúng ta gần hay là vừa phá đỉnh cũ và mọi người bây giờ đó là chỉ tập trung mà thôi và kế tiếp chúng ta đi và cô dùng gọi là phấn khích các bạn phấn khích tôi sẽ mua thêm bằng margin tôi sẽ nói đi mọi người nhà mọi bạn bè tôi sẽ mua theo đó là thời gian phấn khích và thường đó thời gian này chúng ta vẫn tiếp tục thấy giá tăng và thậm chí còn tăng nhanh nữa tại vì các bạn kêu gọi những người thân các bạn mua thì ai cũng vậy dẫn đến là người mới vào thị này rất là nhiều các bạn và sẽ tăng trưởng lên phần hưng phấn tôi là thiên tài tất cả chúng ta sẽ giàu có và ngay sau đó chúng ta sẽ được là giá sẽ bắt đầu là xu hướng giảm xuống và chúng ta bắt đầu đi vào cái dùng phân phối phần tích lũy tăng trưởng phân phối các bạn rồi chúng ta thấy được là bắt đầu đi xuống thì mới đầu xuống chút xíu sẽ dẫn đến kiêu căng đây chỉ là một cái sự điều chỉnh một chút để giá có tiếp tục tăng mà thôi kế đó là các bạn thấy giá không tiếp tục tăng trở lại mà tiếp tục giảm xuống chúng ta đi vào cái dùng lo ngại tại sao tài khoản margin của tôi bị cháy đợt này thị trường xuống nhiều hơn dự kiến rồi các bạn thấy là tới cái dùng phủ nhận phủ nhận là tôi đầu tư vào những dự án tiềm năng giá sẽ tăng trở lại nhưng mà các bạn thấy là kế tiếp đó, thì giá không tăng trở lại dẫn đến là hoảng loạn các bạn và trong những thời gian này cho dù là có tin tốt đi nữa đây thì giá vẫn xuống cho nên dẫn đến cái cảm giác hoảng loạn bắt đầu có tại vì các bạn thấy là những cái dự án các bạn nghĩ là tiềm năng đó thì trong thời gian giá xuống thì vẫn sẽ phát triển vẫn theo cập nhật nhưng mà những tin tức tốt những cập nhật đó nó hầu như là không có ảnh hưởng đến giá cả mà giá vẫn xuống cho nên chúng ta mới bắt đầu thấy cái cảm giác hoảng loạn xảy ra và ai cũng bán tôi cần phải thoát ra và sau đó sẽ đến đầu hàng các bạn tôi bán hết không thể để lỗ thêm và sau đầu hàng rồi sẽ đến phẫn nộ phẫn nộ là lúc mà chúng ta sẽ nhìn thấy thị trường sẽ có những người mà họ cái cảm giác của họ đó thì tiêu cực các bạn sẽ có những câu hỏi như là tại sao vẫn có người bán ai đang sốt hiện tại tại sao bao nhiêu tin tốt mà thị trường vẫn đi xuống đây là một thị trường lừa đảo tại sao chính phủ không cấm việc thao túng thị trường vân vân đó là đặc điểm của phẫn nộ rồi chúng ta đi vào dùng chán nản các bạn chán nản là giá cũng đi ngang thời điểm đó không phải xuống nữa nhưng mà cái cảm giác chán nản đã bao trùm cả thị trường rồi tiền tôi đã mất tại sao tôi đầu tư quá nhiều tôi là thằng ngốc tôi sẽ không có theo dõi tin tức không theo dõi thị trường này nữa tất cả chỉ là lừa đảo mà thôi nhưng mà ngay sau đó nó thì giá lại bắt đầu có sự hồi phục nhẹ và một lần nữa chúng ta đã đi vào cái vùng hoài nghi và cứ thế cứ tiếp tục các bạn chu kỳ này qua chu kỳ nọ những cảm giác này nó sẽ bao trùm cả thị trường và các bạn thường hay hỏi thuận là chúng ta đang ở đâu ở trong một chu kỳ thì đương nhiên không ai có thể dám chắc chắn 100% các bạn nhưng mà thuần là một người thì vẫn tin vào lịch sử cho đến khi chúng ta có lịch sử mới và đến bây giờ lịch sử 4 năm đối thuận thì vẫn tiếp tục và nếu như mà chúng ta đi theo chu kỳ mà 4 năm đó, thì bây giờ chúng ta đã bắt đầu từ từ trong phạm vi giữa hy vọng và lạc quan rồi các bạn và các bạn đã thấy là một trong những cách cái mà có thể nghĩ đến đó chính là các bạn trở về một mức trước đó các bạn có thấy là người ta có còn nói gì, gì nữa hay là không nhưng như là khi mà thùng nghĩ đến là thị trường có phải đang nằm trong hoài nghi hay không thì bây giờ thường ít nghe nói đến bull trap hơn ít nghe nói đến lần này sẽ là một lần tăng giá giả hơn hầu như đã ít dần rồi các bạn nhưng mà cách đây khoảng chừng là vài tháng đó thì nghe rất là nhiều bây giờ đã ít hơn rồi thì có khả năng chúng ta đã qua khỏi hoài nghi và đi giờ hy vọng rồi và nếu như mà các bạn tin vào chu kỳ bốn năm thì không có lý do gì chúng ta nghĩ là chúng ta chưa thấy đấy hết và dựa theo chu kỳ bốn năm thì đấy cũng đã xảy ra rồi và cuối năm ngoái các bạn đó chính là vào khoảng chừng tháng 11 đó là chu kỳ bốn năm cho đến khi chúng ta có lịch sử mới thì Thuận vẫn tin vào lịch sử cũ các bạn Cho mình nghĩ sao các bạn có thể comment ở bên dưới video này Không nghĩa là giá nó sẽ tăng các bạn Các bạn nhìn thấy được là chu kỳ tâm lý thị trường vẫn cho thấy được là Trong cái thời gian tăng trưởng chúng ta vẫn có những đợt điều chỉnh Và trong cái thời gian đi xuống chúng ta vẫn có những cái đợt tăng cho nên không có nghĩa là giá sẽ tăng liên tục trong thời gian này nhưng mà nhìn chung tổng quát hơn đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy được chúng ta có khả năng đang ở trong cái thời kỳ nào của một chu kỳ để các bạn có thể đưa ra cái quyết định đầu tư cho bản thân của mình và như thường chia sẻ đó cái thị trường nào nó cũng sẽ có chu kỳ riêng của nó không có thị trường nào mà không đi theo chu kỳ hết các bạn và ngày hôm nay đây chúng ta thấy được là bitcoin xuống 2% vốn hóa thị trường cũng xuống cỡ đó 2.6% bây giờ mức là hơn 1,6 nghìn tỷ các bạn và chúng ta nhìn thấy crypto bubble ngày hôm nay đó thì vẫn có một số những cái màu xanh nhưng mà nó ít hơn rất là nhiều các bạn và phần lớn là màu đỏ như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình và chúng ta cũng đã nói tới những cái sự kiện lớn trong tuần này rồi về tin tức thì các bạn nhìn thấy được là cái mức phí của bitcoin đã mức cao nhất trong vòng 20 tháng qua các bạn và cái mức phí bây giờ đã, đã dẫn đến thời đào có thể kiếm được lợi nhuận ngang hàng với lúc mà giá Bitcoin 69.000 đô các bạn thấy được là bây giờ mạng lưới đang bận cỡ nào và bao nhiêu giao dịch xảy ra tại vì sao các bạn tại vì một phần lớn là liên quan tới Bitcoin Orinals có nghĩa là chúng ta nói tới những cái Bitcoin NFT hay là những cái BRC20 token trên mạng lưới của Bitcoin cái mà đang được tranh cãi hiện tại thì trước khi chúng ta nói về cái sự kiện đó Thường cũng muốn chia sẻ một cái thông tin khác với các bạn và chúng ta cũng sẽ nói tới danh một đầu tư của Thuận và chúng ta cũng sẽ cùng nhau trung bình giá DCA cho tuần này. Thì trước hết cái một trang web thường đã chia sẻ trên mạng xã hội rồi nhưng mà nào mà muốn cái link có thể lên trên những mạng xã hội để mà lấy thì thường nó thường sử dụng một cái link đó chính là Privacy Pros. Thì các bạn thấy được cái link này sẽ cho chúng ta có được cái mức giá di chuyển Bitcoin là bao nhiêu và tốn bao nhiêu thời gian giống như là nếu như mà Thuận muốn bây giờ di chuyển Bitcoin mà Thuận muốn xác nhận trong vòng khoảng chừng 10 phút cái này nó là ước tính thôi các bạn không phải là chắc chắn tại vì các bạn thấy được ngay bây giờ đã, có sự thay đổi trên mạng lưới rồi nhưng mà nó cũng khá là chính xác đối với Thuận và nếu các bạn muốn di chuyển trong vòng 10 phút thì các bạn phải trả khoảng chừng là 154 Satoshi nghĩa là khoảng 15 đô 81 cent để mà di chuyển và thường thường đôn lên khoảng chừng 10% để chắc ăn các bạn nghĩa là sẽ chấp nhận trả khoảng chừng đâu đó 17 đô la để mà di chuyển trong vòng 10 phút nếu như mà trong vòng 3 lốc đó, thì các bạn có thể phải đợi tới 30 phút và các bạn sẽ trả cái mức thấp một chút xíu là 143 satoshi nghĩa là 14.68 đô 6 block thì các bạn phải chờ đợi một tiếng và các bạn có thể trả cái mức thấp hơn là 125 satoshi và 12.83 đô la tùy các bạn muốn trả bao nhiêu phí và muốn chờ đợi bao nhiêu lâu đương nhiên các bạn hoàn toàn có thể trả dưới con số này nếu các bạn chấp nhận chờ đợi lâu hơn một điều mà các bạn nên hiểu đó là tất cả Điều chỉ là ước tính mà thôi giống như các bạn nói là ok bây giờ mình sẽ trả khoảng chừng là 15 đô đi để di chuyển trong vòng 30 phút. Nhưng mà trong thời gian các bạn chờ đợi đến phiên các bạn đó à, để mà di chuyển đó thì các bạn sẽ thấy mạng lưới có thể thay đổi có thể là đột ngột, bận hơn rất là nhiều và người ta sẽ trả phí trước các bạn và 30 phút các bạn sẽ chờ đợi trở thành là à, thành 60 phút rồi thành 90 phút rồi thành nhiều khi có nửa ngày luôn các bạn và nhiều bạn mà trả phí thấp đó có thể là phải chờ tới mấy ngày luôn mới được xác nhận. Cho nên tối với thuận đó mỗi bằng mỗi khác nhưng mà đối với Thuần đó thì Thuần sẽ trả cái phí cao nhất tại vì khi mà đã cần di chuyển rồi thì đương nhiên Thuần có lý do chứ đương nhiên đâu có phải là Thuần đảnh đâu để mà di chuyển bịch khôi mà không có lý do các bạn cho nên thời gian là một cái gì đó rất là quý báo cho nên Thuần sẽ lựa chọn là trả cái phí cao nhất và nếu như mà không Thuần sẽ phải đợi đến cái mức mà thấp hơn các bạn khi mạng lưới nó bớt tắc nghẽn hơn thì chỉ trả vài đô mà thôi thì đây là một trang web mà các bạn có thể sử dụng và đương nhiên đối với thuận thì có một cái khác nữa đó chính là khi mà di chuyển lúc nào cũng vậy các bạn các bạn sẽ hồi hộp cho đến khi mà Bitcoin của các bạn xuất hiện ở cái địa chỉ bên kia cho nên thuận sẽ lựa chọn trả các phí cao nhất có thể và thuận sẽ đôn lên để chắc ăn các bạn và khi mà các bạn đã bắt đầu di chuyển rồi đó thì các bạn có thể lấy cái transaction hash để mà lên trang web blockchain các bạn à, thuận cũng đã để cái link ở trên những mạng xã hội các bạn để cái transaction hash của mình vào và trang web này sẽ cho các bạn thấy là các bạn đang ở vị trí nào và còn bao nhiêu giao dịch trước khi mà đến phiên giao dịch của bạn được xử lý. Hy vọng nó giúp ích được cho một số bạn. Và nói tới cái phí cao liên quan đến OINOS, liên quan đến uh, những cái hình ảnh mà được để vào những cái lock của Bitcoin đó thì uh, các bạn thấy là có những cái xu hướng khác nhau, có người ủng hộ, có người không. Chúng ta cũng đã nghe nói tới những người mà không ủng hộ như là Luke Tashir, một trong những developer của Bitcoin đó đã lên tới tiếng nói là không ủng hộ và sẽ đưa ra một cái phiên bản để lắp lại cái lỗ hỏng đó. Đối với Luke xe thì đây là một cái lỗ hỏng dẫn đến mạng lưới Bitcoin bị tắt nghẽn và Ornos BC20 đó không nên tồn tại trên mạng lưới của Bitcoin. Và chúng ta cũng đã thấy một người khác nữa đó chính là Mark Kaiser cũng không ủng hộ. Nhưng mà ngày hôm nay đây chúng ta thấy là ngoại trừ những cái chủ của những cái xưởng đào ủng hộ Đương nhiên là các bạn vừa nghe thường đọc tin tức là ngay bây giờ cái phí mà họ thu được đó đã ngang hàng Với là cái mức phí khi mà Bitcoin 69.000 đô các bạn Có nghĩa là những cái công ty đào họ đang chiếm rất nhiều tiền Tại vì mạng lưới của Bitcoin được sử dụng rất nhiều liên quan tới Ornos Thì đương nhiên họ không muốn rồi Nhưng mà chúng ta cũng thấy hôm nay đó là Adam Bác CEO của Blockstream của lên tiếng và chủ yếu là ủng hộ Bitcoin subscription thì Adam Back đã nói là bạn không thể ngăn chặn các hình ảnh JPEG trên Bitcoin càng phàn nàn họ sẽ càng tạo ra nhiều hơn cố gắng ngăn chặn họ và họ sẽ càng làm điều đó các khoản phí cao thúc đẩy sự chấp nhận của mạng lưới tầng 2 và thúc đẩy sự đổi mới vì vậy hãy thư giãn và tiếp tục xây dựng thì ý của Adam Bác nói đây đó là chúng ta cứ tiếp tục mà thôi. Nếu như mà mọi người đi mua Onos BC20 đó thì tới một lúc nào đó ngay cả những người ủng hộ họ cũng sẽ tìm kiếm một cái giải pháp khác và có thể thúc đẩy cái sự chấp nhận của mạng lưới tầng 2 Bitcoin sẽ xuất hiện. Cho nên đây là điều mà nói rất là tự nhiên mà thôi nhưng mà lúc ta Lutasher thì không nghĩ như vậy. Ông vẫn nghĩ là ông sẽ ngăn cản Bitcoin Ordinals và sẽ đưa ra cái phiên bản này và sẽ được chấp nhận bởi cộng đồng. Điều quan trọng là sẽ được chấp nhận bởi cộng đồng các bạn tại vì cộng đồng không phải là chỉ developer chúng ta có những người mà họ đào Bitcoin, chúng ta có những người developer của Bitcoin, chúng ta có những người chạy máy nô, chúng ta có những cái thương nghiệp giống như chúng ta nói tới những sàn giao dịch Những nơi mà chấp nhận Bitcoin và có thuận và các bạn thì chúng ta sẽ bỏ phiếu không phải là sẽ có một cái cuộc bỏ phiếu xảy ra mà chúng ta sẽ bỏ phiếu bằng cách là các bạn sẽ ủng hộ cái mạng lưới nào. Nếu như mà xảy ra việc xung đột và dẫn đến chia chuỗi giống như là Bitcoin và Bitcoin Cash ấy, thì các bạn sẽ có cái sự lựa chọn là các bạn sẽ ủng hộ mạng lưới nào bằng cách là các bạn sẽ giữ đồng nào giống như là khi Bitcoin bị Cash xảy ra đó thì các bạn sẽ có một đồng mới xuất hiện trong ví các bạn sau đó các bạn có thể lựa chọn giống như là nhiều người đã lựa chọn là ngay lập tức bán Bitcoin Cash của họ và chỉ giữ Bitcoin mà thôi thì đó là một cách các bạn bỏ phiếu các bạn dẫn đến là mạng lưới Bitcoin Cash không có nhiều người sử dụng và chúng ta cũng thấy là những sàn giao dịch cũng có thể là ra quyết định cái nào mới là Bitcoin chính thống họ sẽ ủng hộ cái mạng lưới đó bằng cách là cho phép mạng lưới đó có ký tự là BTC và trong trường hợp của Bitcoin Bitcoin Cash đó, các bạn đang thấy được là cái mạng lưới chính thống vẫn là BTC. Cái mạng lưới còn lại đây thì được xem như là một cái altcoin mà thôi giống như là Bitcoin Cash thì cái ký tự sẽ là BCH và thậm chí nhiều sàn đó giống như là Coinbase trước đây cũng không có hỗ trợ luôn các bạn. Cho nên khi mà chúng ta thấy là sự việc đến mức là phải chia chuỗi rồi đó thì cộng đồng sẽ là người ra quyết định chứ không phải là riêng một ai hết. Và đối với một người như là thùng với các bạn đó, chỉ đầu tư vào Bitcoin thôi đó thì các bạn có sự lựa chọn. Khi mà chia chuỗi xảy ra thì các bạn sẽ có thêm một đồng mới. Nếu như mà điều đó xảy ra các bạn thì các bạn có thể lựa chọn là giữ cả hai hay là sẽ bán một và chỉ giữ một mà thôi. Đó là điều mà thùng sẽ chia sẻ thêm khi mà ngày đó đến. Nhưng mà tới bây giờ đó thì các bạn thấy đã có hai phe bắt đầu rõ ràng hơn. Một bên cũng ủng hộ Ornos BAC20 một bên thì không ủng hộ các bạn. Và đối với một người đầu tư đó thì nếu như mà chúng ta dẫn đến trường hợp chia chuỗi thuận sẽ giữ cả hai rồi xem tình hình như thế nào rồi mới quyết định kế tiếp chúng ta sẽ có sự lựa chọn và đương nhiên từ đây đến đó còn rất là xa <laughs> khi nào mà chúng ta thấy cái sự việc này đến lúc mà phải chia làm hai rồi thì thuần sẽ chia sẻ thêm nhưng mà bây giờ đó thì các bạn thấy có khả năng khi mà Luke sure, xưa chia sẻ các phiên bản mới này thì khả năng là không ai chấp nhận hết các bạn thì lúc đó chúng ta cũng không cần phải quan tâm chúng ta sẽ tiếp tục như là cái chuỗi ngay bây giờ mà thôi tí thuận nói một số những cái tin tức khác nhanh với các bạn rồi chúng sẽ nói tới cái danh mục đầu tư và thuận sẽ chia sẻ về cái account demo thì chúng ta cũng có một cái thông tin cuối tuần này đó là cộng đồng ethereum họ vừa phê duyệt một cái tiêu chuẩn mới là ERC 3643 đây là một cái tiêu chuẩn được công nhận cho việc chuyển đổi tài sản thực tế thành token ở trên blockchain thì như bạn đọc tin này đó thì cũng thấy khó hiểu một chút thì hiểu đơn giản như thế này các bạn, cái bạn thường hay sử dụng những cái token Ethereum là ERC20 thì đó là một cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn có nghĩa là sau khi mà họ thử nghiệm nhiều phiên bản khác nhau thì cái ERC20 là cái tiêu chuẩn mà họ xem như là an toàn nhất để mà phát hành những cái token trên mạng lưới của Ethereum. Thì bây giờ cũng như vậy các bạn, ERC3643 là sau khi mà họ đã thử nghiệm nhiều phiên bản thì ERC3643 này sẽ là cái tiêu chuẩn nếu như mà một công ty nào đó muốn phát hành token dựa theo tài sản thực trên mạng lưới của ethereum và đương nhiên điều khác biệt đó đây là một cái uh, tiêu chuẩn nó gọi là permission các bạn không phải là permissionless nghĩa là đây là một cái tiêu chuẩn mà cần phải được cái sự chấp nhận và KYC thì cái token đó mới sử dụng được thì hiểu đơn giản hơn đó là các bạn thấy đây là cái tiêu chuẩn liên quan đến tài sản thật ở ngoài đời giống như là các bạn thấy nếu như mà thuận có một cái bức tranh đi và bức tranh đó được token hóa thì người sở hữu cái bức tranh đó là người chủ của bức tranh thì đương nhiên phải có một cách nào đó để xác nhận thân phận người đó ngoài đời thật rồi tại vì người đó cũng sẽ sở hữu bức tranh ngoài đời thật nhưng mà cái sở hữu đó sẽ được ghi lại trên mạng lưới của Ethereum thì cái tiêu chuẩn này đó Nó có một cái gọi là Self-Solvency Hay gọi là SSI Thì đây là một cái tiêu chuẩn Hiểu đơn giản là Ở trên mạng lưới đó Các bạn nhìn sẽ không biết được À, người đó danh tính là gì nhưng mà khi cần thiết đó, thì các bạn thấy được là cái công ty phát hành có thể dùng SSI này để kết nối với thân phần thật của thần ở ngoài đời thường cho nên họ sẽ biết là Ồ oh, Thuận là người đứng sau lưng cái token đó và là chủ của cái bức tranh nhưng mà một người bình thường nhìn trên mạng lưới blockchain sẽ không thể biết được thì đây là cái thông tin liên quan tới ERC3643 tại vì tương lai các bạn thấy không phải tương lai mà ngay bây giờ đã bắt đầu có nhiều ngân hàng họ bắt đầu là phát hành nhiều cái token dựa trên tài sản thật như là các bạn thấy là nhiều ngân hàng họ cũng đã phát hành cổ phiếu và trái phiếu dựa theo mạng lưới của Ethereum chúng ta cũng có một vài những thông tin cũng rất là tốt liên quan đến Solana trên những nào mà là fan của Solana Và các bạn đã biết thường cũng là một trong những người mà lưu trữ Solana à, Để thông chia sẻ với các bạn Thì Solana đó họ phát hành một cái điện thoại các bạn có tên là điện thoại Saga Thì điện thoại Saga này đáng giá là khoảng 600 đô Nghĩa là các bạn muốn mua một cái đó là khoảng 600 đô Và đã có cái tên nhiều tháng rồi chứ không phải là mới đây đâu Nhưng mà lúc đó các bạn thấy được là những người mà họ review điện thoại đó Những cái tech reviewer Thì đánh giá điện thoại này rất là tệ Không phải điện thoại này là không tốt Mà họ nói là trên thị trường 600 đô có thể mua được nhiều điện thoại tốt hơn Điện thoại này là một cái điện thoại Android thì tuy là tốt Nhưng mà nó quá mắc so với những điện thoại tốt hơn trên thị trường Thì các bạn đã thấy được là cuối cùng là điện thoại này bây giờ đã bán hết sạch rồi các bạn Tại vì sao? Tại vì khi các bạn mua điện thoại này đó Thì các bạn có thể nhận được airdrop của những đồng meme coin giống như là Bon các bạn Và đối với cái giá cả tăng trưởng gần đây đó Các bạn đã thấy được là Bon tăng rất là nhiều Đây là một trong những cái meme coin dẫn đầu bây giờ Và theo thông biết đây là meme coin không vốn hóa lớn thứ ba trên thị trường hiện tại chúng ta nhìn thấy được là hôm nay đã có cái sự điều chỉnh và hôm qua như nó cũng điều chỉnh các bạn nhưng mà chúng ta nhìn lại trong vòng một tháng qua đó bond đã tăng 671% rồi thôi không phải là một người mà chuyên về meme coin các bạn nhưng mà cũng đã có rất nhiều người ở trên Twitter cũng đã có được lợi nhuận mà có thể thay đổi cái cuộc đời của họ tại vì họ đã đầu tư vào bon từ những ngày đầu tiên hay là họ nhận được airdrop uh, liên quan tới bon các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái lúc mà bài viết này chia sẻ đó cách đây uh, khoảng chừng 3 ngày thì khi mà mua cái điện thoại này cái airdrop Bon nhận được đó là đáng giá khoảng chừng là 700 đô Trong khi điện thoại này chỉ có 600 đô thôi các bạn Có nghĩa là các bạn mua điện thoại này giống như là miễn phí luôn à, Và không những khi nhận được cái airdrop Bon Mà sau này cũng sẽ có những cái airdrop khác cũng sẽ nhận được Thì chúng ta đã thấy là sau đó, đó đã dẫn đến một cái phong trào là Ai ai cũng đi mua điện thoại này hết Dẫn đến điện thoại Saga của Solana đã bán hết sạch ở Mỹ luôn các bạn Và chỉ còn một số ít ở châu Âu mà thôi cho các chương trình airdrop như thường vừa nói đến Và đây là hình ảnh của những người mà đang sử dụng cái điện thoại saga này các bạn <laughs> tôi nói giận với các bạn mà thôi nhưng mà cái điện thoại này bây giờ đã bán hết sạch rồi thậm chí thuận lên trên trang web để mà order một cái thì bây giờ để trang web nó cũng hầu như là không muốn cho order thêm khi mà thuận thử ngày hôm qua và nói tới Solana đây thì không phải là chỉ gần đây chúng ta thấy cái sự bùng nổ của những cái meme coin như là Bon mà chúng ta thấy là mạng lưới Solana cũng đang phát triển các bạn và chúng ta đã thấy một cái sự kiện đó chính là vào ngày hôm qua đó thì cái volume DEX của Solana đã qua mặt luôn cả Ethereum các bạn lần đầu tiên chuyện này xảy ra trong vòng 24 giờ ngày hôm qua đó thì các bạn thấy được là DEX solana Solana Giao dịch tổng cộng là 1 5 tỷ trong khi thì Ether đó chỉ có 1.1 tỷ đô la mà thôi hôm nay thì khác chút xíu các bạn hôm nay thì lên trên DeFi Lama đó thì Ether đã trở về vị trí thứ nhất rồi các bạn cây volume giao dịch cũng đã cao hơn nhưng mà các bạn thấy Solana đó thì cũng không hề thua kém đâu 24 giờ qua đó volume ở trên Ethereum là 945 triệu Solana là 940 triệu các bạn Solana đang trên con đường tăng trưởng và chúng ta hay chọc quê Solana tại vì các bạn thấy được là trong vòng hơn một năm qua đó thì có rất nhiều những cái đợt Solana ngưng hoạt động các bạn mạng lưới giống như là bị tắt nghẽn luôn và hoàn toàn đóng băng nhưng mà các bạn đã thấy được là lần cuối cùng điều đó xảy ra đó là vào tháng 2 của năm nay đó chính là ngày 25 tháng 2 các bạn nhìn thấy được trên màn hình ở những cái thanh màu xanh lá cây này nghĩa là up time nghĩa là mạng lưới hoạt động bình thường và lần cuối cùng chúng ta có một màu đỏ xuất hiện đó là chính là vào tháng 2 các bạn và sau đó các bạn thấy là Solana hoạt động cho đến bây giờ mà chúng ta không thấy có thêm một cái đợt bị đóng băng nào nữa hết thì có thể là họ đã thay đổi cái gì đó nó cũng đã tốt hơn với mạng lưới rồi các bạn tại vì chúng ta thấy được rồi gần đây cái volume tăng nhưng mà vẫn không thấy tiếp tục bị đóng băng, hy vọng là không bị nữa các bạn và các bạn cũng thấy là có nhiều công ty giống như chúng ta nói tới VanEck thì rất là bullish về tương lai của Solana, các bạn đã nhớ Thuận đã chia sẻ là VanEck nghĩ là vào năm 2030 Solana sẽ đâu đó trong phạm vi 10 đô hay là 3.211 đô các bạn, là phạm phạm vi cực lớn nhưng mà họ nghiêng về Bolus hơn và họ nghĩ năm sau sẽ là năm của Solana và Solana sẽ là cái đồng có vốn hóa lớn thứ ba các bạn sau Bitcoin và Ethereum và Solana sẽ có sự tăng trưởng còn dư trội hơn cả ethereum mặt giá cả năm sau nữa. Chúng ta hãy xem coi năm sau như thế nào các bạn. Nhưng mà chúng ta thấy được là Solana đó cũng có những cái dự án mà gần đây đó cũng có sự tăng trưởng rất là mạnh. Giống như, như chúng ta nói tới Helium các bạn. Helium các bạn cũng đã nhớ đây là một cái mạng lưới để mà cung cấp cơ sở hạ tầng phi tập trung. Đây là một cái mạng lưới mà cung cấp wifi các bạn và cung cấp mạng lưới điện thoại di động. Và chúng ta cũng thấy là gần đây đó đã helium là một trong những đồng mà cũng có sự tăng trưởng không hề nhỏ giống như trong vòng 30 ngày qua đã tăng 247% rồi các bạn và mạng lưới helium này đó đã chuyển qua mạng lưới của Solana vào tháng 4 của năm nay các bạn hãy nhớ là trước đó họ có mạng lưới riêng rồi trong lúc mà mọi người đã đang lo lắng về tương lai của Solana họ lại ra quyết định là sẽ di chuyển vào mạng lưới của Solana trở thành một cái ứng dụng cho mạng lưới Solana dẫn đến nhiều cái sự tranh cãi lúc đó các bạn và chúng ta còn đã nhớ là bây giờ đó thì mọi người đã an tâm hơn một chút tại vì chúng ta thấy lúc đó nó có rất nhiều những tin tức xấu liên quan đến Sam mình Free và FTX các bạn thấy được là bây giờ không còn Sam nữa thì có ai pump Solana hay là không hay là chúng ta thấy được là FTX đang lưu trữ rất là nhiều token Solana họ lưu trữ tổng cộng là khoảng 16% của tổng nguồn cung Solana tuy nhiên các bạn thấy được là phần lớn đó, khoảng chừng là phân nửa thì sẽ bị lock lại và chỉ có phân nửa là được sử dụng mà thôi và theo thông hiểu đó họ cũng đã sử dụng Solana để mà tham gia vào staking để mà kiếm lợi nhuận trong thời gian này. Nói chung đó, thì Solar này cũng đã vượt qua được cái first liên quan tới FTX rồi các bạn Và Thuân chia sẻ hơi nhanh một chút tại vì cái video này cũng khá dài Nhưng mà Thuân cũng muốn dành thời gian để mà cập nhật với các bạn cái account demo Cùng với lại danh mục đầu tư Thì trước hết chúng ta hãy nhìn vào account demo Thì các bạn thấy được là với cái sự điều chỉnh gần đây đó Thì cái account này vẫn đang có lãi là 48.85% Chúng ta thấy được là trong đó đó

và các bạn đã nhớ đây là một cái account mà Thuận và các bạn đã gây dựng vào khoảng chừng là tháng 4 của năm ngoái các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là vào ngày 4 tháng 4 chúng ta đã gây dựng account này và chúng ta cùng nhau trung bình giá 100 đô mỗi tuần. Không có biết là giá lên hay xuống cứ mỗi tuần. Chúng ta chỉ cần trung bình giá 100 đô và Bitcoin và Ethereum hay xem coi là kết quả sẽ ra sao. Và chúng ta sẽ nhìn thấy được là chúng ta trung bình giá vào lúc Bitcoin mức là 46.622 nghĩa là còn cao hơn mức hiện tại nữa các bạn và Ethereum này chúng ta chung mình giá vào lúc đó là 3.514 đô cao hơn nhiều so với mức giá hiện tại nhưng mà các bạn đã nhớ là cái account này đã có lãi cách tiền nhiều tháng rồi lúc giá Bitcoin là hai mươi mấy ngàn đô thì đã có lãi rồi chứ đừng nói tới là bây giờ và bây giờ đó thì vẫn đang còn có lãi các bạn là như thường chia sẻ là 49% thì khi mà giá Bitcoin trở lại cái đỉnh cũ thì các bạn sẽ thấy cái mức lãi này sẽ là bao nhiêu và khi mà Bitcoin tiến tới và đạt những đỉnh mới sau này đó thì cái phần trăm này nó sẽ cao hơn rất là nhiều nhưng mà bây giờ đó cũng đã có thành quả sau khoảng chừng là hơn một năm rưỡi trung bình giá rồi các bạn nhưng mà hôm nay đây chúng ta cũng sẽ cùng nhau để mà trung bình giá account demo này chúng ta sẽ cùng nhau mua 100 đô Bitcoin và 100 đô Ethereum. Thì trước hết với Bitcoin đó thì các bạn thấy giá bây giờ đã là 40.899 tuy đã giảm so với cái mức cao gần đây là khoảng 45.000 đô nhưng mà chúng ta cũng đã thấy được cái mức này đã cao hơn nhiều so với đầu năm khoảng chừng chỉ có 16.000 đô mà thôi thì đương nhiên 100 đô bây giờ mua được ít Bitcoin hơn rất là nhiều và đây cũng là một trong những điều mà thường hay chia sẻ với các bạn trung bình giá dài hạn đó tốt nhất là trong thời gian downtrend các bạn trong thời gian mà giá xuống chứ không phải là lúc mà giá lên tại vì giá càng xuống thì cùng một số tiền đó các bạn mua được nhiều Bitcoin hơn và nhiều Ether hơn và tốt cho thị trường này một chỗ Cho dù là các bạn nghĩ là Thị trường downtrend xấu Nhưng mà nó tốt một chỗ đó Thị trường này Thời gian ở đỉnh rất là ít Nhưng mà thời gian ở đấy Thì rất là lâu các bạn Thị trường này cho chúng ta Cơ hội để mà mua Dưới 20.000 đô là cả năm luôn Chứ không phải là chỉ trong thời gian Một hai ngày Hay là một hai tháng các bạn Cả năm trời Thị trường này cho chúng ta cơ hội Cho nên khi mà trung bình giá đó Các bạn có nhiều cơ hội Để mà mua ở những mức thấp Và khi mà giá có sự khôi phục chúng ta sẽ bắt đầu có lời thì 100 đô đó các bạn chỉ có thể mua được à, ngay thời điểm bây giờ đối với Bitcoin đó là 0.00245 mà thôi thuận cho submit thì chúng ta coi như cũng đã trung bình giá xong cho tuần này cho Bitcoin và Ether đó thì à, thuận cũng sẽ làm cái điều tương tự các bạn chúng ta cũng sẽ cùng nhau trung bình giá Ethereum thì ở mức là 2.169 đô đó thì 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được là 0.0461 Ether mà thôi, xuống bấm submit và coi như chúng ta cũng đã chung bình giá xong cho Ether ngày hôm nay. Và mỗi hai tuần nên Thuận cũng muốn cập nhật với các bạn cái account của Thuận hiện bây giờ ra sao khi mà nói tới cái danh mục đầu tư chính thức thì các bạn sẽ thấy được nó cũng không có thay đổi nhiều. Chúng ta có thể nhìn thấy được là phần trăm đó, những đồng bây giờ thì so với lại hai tuần trước đó cũng cỡ đó mà thôi. BTC thì cũng 68%, Ether cũng 25%. Chúng ta thấy được là order đó cái phần này trước đây đó chính là đồng BNB thì các bạn đã nhớ là Thuận đã quyết định là đổi hết đồng BNB qua Ethereum cho nên bây giờ nó là 0%. Cardano đó thì các bạn thấy là đối với cái sự tăng trưởng giá đó thì bây giờ phần trăm cũng đã tăng lên là 243%. XRP đó thì cũng cỡ đó các bạn, tại vì giá nó cũng đâu đó mà thôi, không phải là tăng trưởng nhiều. Dogecoin thì cũng như vậy. Solana các bạn gần đây cũng có cái sự tăng trưởng nhẹ chút xíu, bây giờ chiếm là 1.37% của danh mục đầu tư này và order những đồng khác đó thì khoảng là 0.35% mà thôi và đây là cái kết cấu danh mục đầu tư của thuận trong vòng hai tuần qua cũng không thay đổi nhiều và trong vòng một tuần qua đó thuận tiếp tục ho đồ thôi các bạn không có mua hoặc là bán thêm ở thời điểm hiện tại và tổng danh mục đầu tư đó thì các bạn sẽ thấy hiện bây giờ tiền mặt đó thì tăng lên ở mức là từ 10.64 lên tới 11.25 crypto thì không thay đổi các bạn và cổ phiếu đó thì cũng không thay đổi nhiều bất động sản thì chúng ta thấy trong đợt này đó thì giảm chút xíu các bạn từ 28 giảm còn 27 và đó là lý tại sao mà tiền mặt tăng lên chút xíu chứ không phải là tại vì thuận bán nhiều hay gì hết tới các bạn tại vì khi mà bất động sản di chuyển xuống thì tiền mặt sẽ tăng lên trong khi crypto và cổ phiếu thì vẫn giữ nguyên vị trí như vậy và đương nhiên đây là update mỗi hai tuần để các bạn theo dõi quá trình đầu tư của thuận thông tin chỉ dùng để tham khảo mà thôi không phải lời khuyên đầu tư vì mỗi bạn sẽ có mọi vị thế thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau thuận chia sẻ để có một sự rõ ràng với các bạn để khi mà thuận chia sẻ thông tin hàng ngày để các bạn không biết được là thuận đang lưu trữ những đồng nào và thùng chia sẻ cũng giống như là một cái nhật ký đầu tư để cho các bạn thấy được quá trình đầu tư ra sao và kết quả như thế nào vừa tốt hay là xấu các bạn chứ nếu không đó, thì một ngày nào đó thường nói là thường chốt lời thì nó đâu hợp lý đâu các bạn tại vì các bạn không biết thùng mua khi nào cho nên thùng mới chia sẻ mỗi hai tuần với các bạn như vậy và nên nhớ đây là một số những quy định thùng đặt ra cho bản thân của mình mà thôi đừng tin ai hết các bạn thứ hai là tự tìm hiểu thứ ba từ giữ crypto thứ tư nhớ chúc lời thứ năm phân bổ vốn, thứ sáu là không vay mượn và cuối cùng là zoom out đầu tư dài hạn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng ở Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.